Mặc dù điện thoại thông minh và mạng xã hội đang là những thứ được sử dụng phổ biến rộng rãi, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, thế nhưng một số trẻ em hiện nay vẫn giữ cho mình lựa chọn thói quen đọc sách thay vì sử dụng điện thoại hoặc xem TV. Đây được xem là tín hiệu tốt trong việc phát triển tư duy và thói quen lành mạnh ở trẻ. Sau những buổi chiều tan học, cửa hàng nhà sách trung tâm lại thu hút các em học sinh tìm đến để chọn cho mình những cuốn sách ưa thích. Ngoài thư giãn, việc đọc sách còn giúp các em được học nhiều hơn về khoa học tự nhiên xã hội, ngoài kiến thức bài vở đã học trên lớp. Em hứng thú về cái cuốn sách tìm hiểu kiến thức này vì nó bổ sung cho em kiến thức, giúp em hiểu biết rộng hơn. Ngoài giờ học là em vẫn thích ngồi đây đọc sách hơn là xem điện thoại, vì xem điện thoại nó có thể gây ảnh hưởng nhiều đến mắt. Em vẫn thích đọc sách hơn. Ngoài những thói quen thường thấy, trẻ em ngày nay đang dần thay đổi suy nghĩ, thư giãn bằng việc đọc sách, tránh xa các thiết bị điện tử như điện thoại, TV để thư giãn và giải trí, giúp các em tránh được những ảnh hưởng xấu đến thị lực. Đồng thời, các bậc phụ huynh sẽ an tâm hơn khi con em mình có thể vừa học vừa chơi mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi thường dẫn bé đến nhà sách vì để giúp cho bé, thứ nhất là tránh tới cái việc tiếp xúc quá nhiều với truyền hình, điện thoại, sợ ảnh hưởng tới mắt và não bộ. Và thứ hai là tới đây để tạo cái niềm yêu thích của bé đối với sách, tạo cái thói quen thường xuyên đọc sách để giúp ích trong việc học. Ngày nay, đọc sách giúp cho trẻ học hỏi, mở rộng thêm kiến thức về thế giới xung quanh, hình thành thói quen giải trí lành mạnh.